Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Phòng khách. Âm Dương Vực Tinh Thị, quả nhiên là giang sơn đại hữu nhân tài. Nhìn đám người trẻ tuổi các người, ta liền biết chính mình đã già rồi. Xin hỏi tiền bố xưng hô thế nào? Ta họ Trần, Trần Tù. Nơi này không phải là nơi để nói chuyện, theo ta vào tông môn rồi nói đi. Dạ. Đại điện, mời sư huynh dùng trà, đa tạ sư muội. Đệ tử này của ta từ nhỏ đã theo ta tu hành, đến nay chưa từng rời khỏi tông môn. Trời sinh tính tình nhút nhát, cũng chưa từng gặp mấy ai, để sư chất chê cười rồi. Sư muội trời sinh mỹ chất, ngây thơ hồn nhiên, tình hình như vậy đã không còn nhiều nữa rồi. Lại nói sư chất là từ đâu đến vậy? Việc này nói ra thì dài dòng, ta vốn là đến từ Lang Nha Phúc Địa, nhưng mà ở trên đường gặp phải chút chậm trễ. Sư thúc, Khúc sư tỷ đã xuất quan hay chưa? Gần 10 năm trước đã xuất quan rồi, vẫn luôn đợi sư chất đến, chỉ tiếc là sư tỷ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Vậy thì không có, nhưng mà Khúc sư chất đợi ngươi lâu quá, lại bế quan tiếp rồi, đến nay cũng chưa lộ diện. Không xảy ra chuyện thì tốt. Vậy sư thúc, Từ Công hiện giờ đang ở đâu? Còn có Thanh Khuê sư huynh và Tô Ánh Tuyết sư tỷ nữa, vì sao lần này ta không thấy bọn họ? Từ sư huynh, Nhất Bạch có nhiệm vụ trên người, đã rời khỏi tông môn gần trăm năm rồi. Gần trăm năm, Khúc sư tỷ bế quan cấm địa trăm năm, Từ Công rời khỏi âm dương thiên này, vậy mà cũng gần trăm năm rồi. Đây chẳng phải là nói, sau luận đạo đại hội, không bao lâu thì bọn họ đã rời đi rồi sao? Nhiệm vụ lần này chắc chắn là vô cùng cơ mật, nếu không Từ Công cũng sẽ không đem theo đệ tử bảo bối nhất của mình đều dẫn đi đâu. Nếu không phải là Khúc sư tỷ còn đang bế quan, cô ấy rất có thể là cũng phải đi theo. Sư thúc, Khúc sư tỷ đến nay đang bế quan ở nơi nào? Ta muốn đi thăm tỷ ấy. Sư chất cũng biết đấy, võ giả chúng ta bế quan tu hành kỵ nhất là có ngoại lực làm phiền, ta tự nhiên sẽ không làm phiền sư tỷ tĩnh tu. Sư tỷ có lúc xuất quan thôi, ta có thể chờ tỷ ấy giờ ở bên ngoài, phiền sư thúc chỉ điểm một chút. Ơi, nếu như vào thời gian mấu chốt bị làm phiền, sẽ tẩu hỏa nhập ma, lặng thì tính mạng cũng khó giữ. Ta tự nhiên sẽ không làm phiền sư tỷ tĩnh tu. Sư tỷ sẽ có lúc xuất quan thôi, ta có thể chờ tỷ ấy ở bên ngoài, phiền sư thúc chỉ điểm một chút. Ta có thể hỏi tin tức giúp người, một lần bế quan cũng trừ mấy chục đến cả trăm năm là bình thường. Trong thời gian này, ngươi cứ yên tâm ở lại nơi này, đợi tin tức của ta là được. Đa tạ sư thúc. Trong tông có việc, ta đi trước một bước. Uyển Nhi, chăm sóc Dương sư huynh của ngươi cho tốt. Dạ. Sư chất cứ nghỉ lại ở nơi này mấy ngày, ta thám thính được tin tức thì sẽ đến gặp người. Phiền sư thúc rồi. Ây ây ấy, sao lại đột nhiên nước mắt lưng tròng vậy? Ta còn chưa làm gì mà. Không phải, ta căn bản sẽ không làm gì hết nhé. Dáng vẻ của cô ta nếu không phải là cố tình ngụy trang, vậy thì đúng là tâm tư quá đơn thuần rồi. Nhưng mà ta không hề nhìn ra dấu vết ngụy trang, sợ là cô ta thật sự là trời sinh nhút nhát. Uyển Nhi sư muội đúng chứ? Đào Lăng Nguyễn. Phiền sư muội tìm cho ta một căn tịnh thất. Sư huynh mời, mời đi theo ta. Dương Phong, sư huynh xem nơi này có vừa ý hay không? Đã phiền sư muội rồi, ta ra ngoài trước. Không biết là Khúc sư tỷ lần này đột nhiên bế quan, có phải là giận ta hay không? Mặc dù nói ta cũng không phải là cố tình đến muộn, nhưng nói cho cùng vẫn là vấn đề của ta. Gặp phải Khúc sư tỷ, ta phải xin lỗi cho tử tế mới được. Ra ngoài đi dạo vậy. Vẫn còn ở đây, sư muội là có việc gì sao? Không có, sư tôn đã phân phó để ta chăm sóc cho sư huynh tử tế. Không cần đâu, sư muội đi làm việc đi. Ta không có việc gì đâu, là do sư tôn phân phó. Thế này đi sư muội, muội đi nghỉ ngơi trước đi, nếu ta có việc gì sẽ lại gọi muội. Cô nương này sao lại cứng đầu như vậy? Chắc không phải là chân tu đặc biệt dặn dò cô ta gì đó chứ? Nhưng mà cứ để cô ta đứng ở bên ngoài như vậy cũng không được. Nếu để những người khác của âm dương thiên nhìn thấy cô ta cứ đứng ở trước cửa phòng ta,
ta chẳng phải là sẽ bị đám khai thiên cảnh của Âm Dương Thiên dùng nước miếng dìm chết hay sao? Âm thanh này nghe có vẻ không ổn lắm. Tẩu hỏa nhập ma. Sư muội, thế nào rồi? Bây giờ đã là lục phẩm khai thiên, thực lực rất mạnh, sao đột nhiên lại tẩu hỏa nhập ma? Lẽ nào là hậu họa do trước đây tu hành để lại hay sao? Đào sư muội tỉnh táo lại một chút. Đây, không nỡ. Ánh mắt này rất giống như là Ala và Như Mộng muốn ăn mình. Tình hình có gì đó sai sai. Bây giờ ta chỉ có thể thôi động sức mạnh của tiểu càn khôn bản thân, giúp muội ấy lấy lại sức mạnh trong cơ thể. Kỳ lạ, sức mạnh tiểu càn khôn của bản thân mình lại hoàn mỹ được cô ấy tiếp nhận. Hình như căn bản là không có xung đột. Đây sao có thể chứ? Sư muội, nếu như cảm thấy không ổn thì cứ mở miệng. Nếu như tất cả đều bình thường thì không cần nói. Vậy sư muội cứ ở đây nghỉ ngơi, ta ở phòng bên cạnh. Nếu như có việc gì thì kịp thời gọi ta. Ngươi đang có chủ ý quỷ quái gì vậy? Tưởng ta không biết hay sao? Dương Khai Đầu, cút ra đây. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi cầm chăn lên che làm gì? Ta cũng đâu có lột đồ của ngươi ra. Dư sư thúc hiểu lầm rồi. Đạo sư muội vừa lẫy hình như không phải biết làm thế nào mà lại tẩu hỏa nhập ma. Ta thiện thể giúp muội ấy một tay mà thôi. Tạo nghiệp, sư thúc sao lại nói như vậy? Ta và đạo sư muội thật sự là không có gì hết. Lần này ngươi hài lòng rồi chứ? Bỉ ổi vô niêm sỉ. Ta không hiểu sư muội đang nói cái gì. Đi theo ta. Trong tầm cung của Dư Hương Điệp, ngươi thích Uyển Nhi hay không? Ta và đạo sư muội chỉ mới gặp nhau vài lần, sao có thể thích hay không thích? Hơn nữa sư thúc người cũng biết, lần này ta đến đây là muốn gặp Khúc sư tỷ. Nhưng mà Uyển Nhi thích người, hơn nữa đã tới, mức độ chết cũng không hối hận. Dư sư thúc, đừng đùa với ta nữa, ta và đạo sư muội còn chưa nói được vài câu, sao có thể đến mức chết không hối hận cơ chứ? Khúc nhà đầu đó lẽ ra đã có lẽ đã từng nói với người, đệ tử của Âm Dương Thiên ta tu hành có hai phái lớn, một là đạo vô tình, một là đạo tình. Nha đầu Uyển Nhi là tu đạo tình. Có lẽ ngươi cảm nhận được tính cách của cô ta cực kỳ nhát gan. Phần nhỏ là bản thân cô ta có tính cách như vậy, đại đa số đều là bởi vì ảnh hưởng của công pháp. Cô ta cả thuật là thần khiết giống như là một trang giấy trắng. Mà bây giờ tờ giấy trắng này đã để lại dấu ấn của người. Sư thúc, dư sư thúc, ta và đạo sư muội thật sự không có gì cả. Là bởi vì cô ta tẩu hỏa nhập ma, ta mới ra tay giúp đỡ. Nếu không tin thì ngươi có thể đi hỏi cô ta thử. Ta đương nhiên là biết ngươi nói là sự thật, nhưng sai ở có là ngươi đã giúp cô ta. Thật ra cho dù ngươi không giúp cô ta, bản thân cô ta cũng có thể vượt qua được cửa ải khó khăn. Vãn bối không hiểu, sư thúc hãy giải đáp thắc mắc. Tu hành người có đạo tình, thực lực càng cao, hậu họa của bản thân cũng sẽ càng lớn. Hậu họa này che giấu ở trong cơ thể, thỉnh thoảng sẽ bộc phát ra. Tình trạng biểu hiện chính là tẩu hỏa nhập ma lúc trước mà ngươi đã thấy. Vừa nãy khi ta giúp cô ta vận công, phát hiện sức mạnh của cô ấy hoàn mỹ dung hợp với sức mạnh của đạo sư muội. Đó là bởi vì đây chính là điểm đặc thù của công pháp. Người tu hành đạo tình có thể hoàn mỹ tiếp nhận một phần sức mạnh lại đến từ dị tính và dung hợp nó. Từ đó cả đời bên nhau. Đây không được. Ta và muội ấy đều không biết gì hết, sao có thể nói đến chuyện cả đời cơ chứ? Chuyện này e rằng không đến lượt ngươi quyết định. Bây giờ cô ta muốn ngươi cho bằng được. Không có ngươi giúp cô ta, với đạo cả đời này của cô ta sẽ kết thúc ở lục phẩm đỉnh phong. Ây, đây là cái chuyện gì vậy hả trời? Như vậy thì làm sao để ta đối diện với Khúc sư tỷ đây? Trần Tu, đây là thủ đoạn của Trần Tu. Quả nhiên không giấu được người. Tại sao? Vì Khúc nha đầu. Vì Khúc sư tỷ, lời này là bắt đầu nói từ đâu?
Theo như đạo lý mà nói, mấy năm trước có lẽ ngươi đã đến âm dương thiên rồi. Ta vốn dĩ cũng có dự định như vậy, nhưng sau này ta bất ngờ đi vào hỗn loạn tử vực, không ra ngoài được, nên mới làm lỡ thời gian. Nhưng mà ngươi vừa đi, 15 bật vô âm tín, ngươi cảm thấy người ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Ý sư thúc nói là ta đã gặp phải điều bất hạnh nhờ. Không sai, âm dương thiên nếu như cảm thấy ngươi đã chết rồi, vậy thì hôn ước đương nhiên là cũng bị hủy bỏ. Vì thế tông môn sẽ quyết định tìm một người bạn đời khác cho khúc nha đầu. Vậy khúc sư tỷ có ý gì? Cô ta đương nhiên là không muốn nghe theo. Chính là bởi vì chuyện này, cô ta mới lựa chọn bế quan, là không muốn nhìn thấy phiền phức ở trước mắt. Đồng thời cũng đợi ngươi quay lại. Cô ta vẫn luôn tin rằng ngươi vẫn còn sống. Lúc đó tử man đi. Lúc đó tử man tử đã đi rồi. Ta lại ở tinh giới. Trong tông đến ngay cả người giúp cô ta nói chuyện cũng không có. Cô ta có thể lựa chọn bế quan để tránh né, đó là nỗ lực lớn nhất cho ngươi rồi. Mình quả nhiên vẫn là phụ lòng tin của khúc sư tỷ rồi. Nếu như mình có thể sớm quay lại, cũng không có những chuyện phiền phức như vậy. Vậy thì quý tông đã lựa chọn người bạn đời như nào cho khúc sư tỷ rồi? Là đệ tử của Trần Tu, sư đệ của Đào Lăng Nguyễn, Phùng Thừa Tự. Hắn cũng là đệ tử trung tâm trực tiếp thăng cấp đến lục phẩm. Tuổi mặc dù lớn hơn khúc nha đầu không ít, nhưng về vai vế hai người là ngang bằng nhau. Mặc dù ta không tán thành cách làm của hắn, nhưng không thể phủ nhận lần này hắn quả thật là vì mặt mũi của tông môn. Dù sao ngươi đột nhiên sống lại, âm dương thiên không phải sẽ thất hứa hay sao? Vì thế Trần Tu muốn ta và đệ tử của hắn kết thành bạn đời để bồi dưỡng, để bồi thường, bảo ta chủ động từ bỏ hôn ước. Nếu như vậy âm dương thiên sẽ không còn quan tâm, không thể nào trách cứ được nữa. Không sai, vì thế ta nhất định là phải nghiêm túc hỏi ngươi một câu. Ngươi có chấp nhận Đào Lăng Nguyễn mà từ bỏ khúc hoa thường hay không? Nực cười, ta và Đào sư muội mới gặp nhau mấy lần, ta và khúc sư tỷ đã trải qua bao nhiêu lâu, làm thế nào có thể đem hai người bọn họ so sánh được? Ngươi có biết quyết tâm này? Ngươi có quyết tâm này thì ta cũng yên tâm rồi. Dù sao khúc nha đầu cũng là đứa trẻ ta xem từ nhỏ. Ta xem từ nhỏ đến lớn, không phải tùy tiện để người khác ức hiếp như vậy. Giờ sư thúc là đang có biện pháp gì sao? Nơi bế quan của khúc nha đầu chính là nơi luyện tâm của âm dương thiên ta. Nơi này được gọi là luân hồi các. Khi vào trong đó, dưới tình huống bản thân không có chút phát giác nào, trải qua nhiều lần luân hồi chuyển thế. Chỉ có tìm thấy ý trung nhân thật sự mới có thể phá được sương mù dày đặc, tìm lại ý định ban đầu. Vậy nơi đó còn có điểm gì đặc thù nữa không? Luân hồi các là nơi mà nhiều đệ tử của âm dương thiên chúng ta lựa chọn bạn đời của một kiếp. Bất cứ một nữ đệ tử nào đi vào luân hồi các đều sẽ tạm thời mất đi ký ức của bản thân, mà ký ức của nam đệ tử âm dương thiên lại không bị ảnh hưởng. Nếu như hai bên có duyên phận thì sẽ gặp nhau ở trong luân hồi các. Tông môn muốn chỉ định Phùng Thừa Tự làm bạn đời với khúc nha đầu, cô ta thế đơn nực nẻ, thường bế quan cũng không thể nào tránh né được. Luân hồi các là nơi duy nhất mà cô ta có thể đi. Người đời đều cho rằng nữ đệ tử của âm dương thiên xuất thân phóng đãng, nhưng ai có thể biết được, gần như mỗi một nữ đệ tử của âm dương thiên tìm bạn đời đều trải qua thử thách trùng trùng của luân hồi các. Đó là từng lần không được rời khỏi ở trong luân hồi, mãi mãi bên nhau. Nữ đệ tử của âm dương thiên chúng ta xuất thân ngược lại càng không thể nào thay đổi. Nói như vậy, Phùng Thừa Tự có lẽ là đã đi qua rồi đúng không? Đúng, sau khi khúc nha đầu bế quan, hắn đã đi vào trong đó rồi. Đó đã là mấy năm rồi mà. Không vội, chuyện tình yêu sao có thể là thứ tự trước sau được chứ? Trong lòng của khúc nha đầu có người chính là ưu thế lớn nhất rồi. Cho dù như thế nào, Phùng Thừa Tự cũng không so được. Hơn nữa, ta đoán khúc nha đầu khi đi vào luân hồi các đã đặt ra cho bản thân tâm chướng không quá đơn giản. Phùng Thừa Tự trong khoảng thời gian ngắn không thể nào đạt được như mong muốn. Tâm chướng đây là cái gì? Nam đệ tử đi vào luân hồi các chỉ có thể phá vỡ tâm chướng mới có thể thức tỉnh được ký ức của bản thân nữ tử. Tầng thấp nhất của tâm chướng này là tam sinh tam thế, cao nhất là cửu sinh cửu thế. Đây là một thử thách có độ khó. Hy vọng ngươi đến đó có thể tự tin như vậy. Ta nói cho ngươi biết,
Nếu như ngươi không thể nào đem khúc nha đầu ra ngoài, ngươi cũng không cần phải ra ngoài đâu. Sư thúc yên tâm là được, nhất định là sẽ đem khúc sư tỷ hoàn chỉnh không khiếm khuyết ra khỏi luân hồi các. Nhưng mà một người như ta có tư cách đi vào luân hồi các hay không, Trần Tu kia e rằng cũng không dễ dàng đồng ý. Đồng ý đâu đúng không? Chuyện này cứ giao cho ta xử lý. Lão già không biết vô liêm sỉ, là sử dụng thủ đoạn đê tiện, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là muốn chiếm được tiện nghi, nhưng ngược lại cũng phải chịu thiệt thòi. Chỉ là khổ cho nha đầu Uyển Nhi, đến cuối cùng cho dù kết quả như thế nào, người chịu khổ vẫn là cô ta. Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, bây giờ ngươi có thể cùng ta đến luân hồi các rồi. Một tháng sau, mật nâm gian, sư thúc yên tâm. Nhưng mà còn có một chuyện ta nhất định là phải nói rõ với ngươi trước. Nếu như ngươi không thành công đem khúc nha đầu ra ngoài, thì lập tức phải làm bạn đời với Uyển Nhi. Đây là ý của cấp trên, ta cũng không thể nào làm trái được. Sư thúc yên tâm, ta sẽ không thất bại đâu. Có tự tin là tốt. Nhiều người đi vào luân hồi các đều không thể nào thông qua thử thách, từ đó mỗi người đi một hướng. Sao còn có nữ đệ tử khóc từ bên trong chạy ra ngoài? Là ý trung nhân của bọn họ có lẽ không phá được tâm trương của bọn họ hay sao? Nếu như chỉ đặt ra tâm trương tam sinh tam thế cho bản thân, cho dù những đệ tử không trọng dụng, nữ đệ tử vẫn có thể hồi phục ký ức, nhưng nhiều quá thì vẫn không được. Vào đi, không cần để ý làm gì, cứ thuận theo tự nhiên là được. Vào đi, mọi chuyện cẩn thận. Ở đó không phải là nơi mà ngươi có thể vào được. Trần sư huynh, ngươi đúng là một sư phụ tốt. Uyển Nhi rốt cuộc là tạo nghiệp gì, lại bại dưới trướng của các người? Sư thúc đừng mắng sư phụ, tất cả đều là quyết định của bản thân ta. Ngươi có tính cách như thế nào ta còn không biết hay sao? Đây có thể là do bản thân ngươi quyết định hay sao? Rõ ràng là lão già chết tiệt này ép ngươi đi vào luân hồi các. Sư thúc, đây là quyết định lần đầu tiên của bản thân đệ tử từ khi trưởng thành cho đến bây giờ. Xin sư thúc đừng làm khó đệ tử nữa. Hôm nay không vào được thì ngày mai sẽ vào, ngày mai không vào được thì hôm sau sẽ vào. Sư thúc, lẽ nào cứ muốn canh giữ mãi ở nơi này không rời khỏi đây hay sao? Uyển Nhi, đây là lần đầu tiên nói chuyện với mình như vậy. Lẽ nào đi vào luân hồi các thật sự là quyết định của bản thân nó hay sao? Uyển Nhi chờ đã, còn ngăn cản ta, ngươi muốn con bé chết ở bên trong đó hay sao? Nhà đầu Uyển Nhi là do ta nuôi lớn, là đồ đệ, còn là con gái của ta. Sao ta có thể nhẫn tâm để nó đi mạo hiểm cơ chứ? Nhưng mà tính cách của nhà đầu này, các ngươi ai mà không biết, nếu như nó đã quyết tâm muốn làm gì, thì không ai có thể ngăn được.